Mắt em rất là đỏ nha Tuấn Anh ơi. Mắt tự nhiên nói vậy anh cũng biết nữa. Kỳ vậy ta. Có khi nào mình kể cái chuyện này xong rồi tự nhiên cái nó có cái gì trong người em, hiện tại nó đang trong người em cảm thấy thế nào không? Tự nhiên nó cứ bức rứt, nó khó chịu cái gì hết. Nó khó chịu không? Dạ, kính chào cô chú, anh chị, cô bác nha. Thì hiện tại bây giờ là kênh YouTube Vũ Định Vlog đang theo bé Tuấn Anh. Đây là cái chỗ thờ cúng của bé Tuấn Anh. Bé Tuấn Anh thắp nhang cúng hả? Mở cửa cho thoáng mát chút được không Tuấn Anh? Đây là cậu bé Tuấn Anh âm dương nha quý vị cô bác ơi. Thì do là cái clip bữa trước em đăng là nhiều quý vị cô bác chửi em quá, bảo rằng là thằng này không để cho nó kể chi tiết là nó bị cái gì, kiếp trước như thế nào, kiếp này đầu thai thế nào mà mày cứ chen ngang hoài. Thì ngày hôm nay là em quyết định em làm lại clip chi tiết hơn để cho Tuấn Anh nó kể lại từ đầu đến cuối để cho quý anh chị cô bác hiểu và rõ hơn nha. Rồi, em ngồi đâu? Em thắp nhang chưa? Ok. Vậy là giá gì thôi á hả? Sao ngày hôm nay em lại phải đưa lên chỗ thờ cúng này? Thì ở đây là cái chỗ mà gọi là linh thiêng thì... Em kể lớn chút đi. Ở đây là cái chỗ linh thiêng thì cứ như em nói cái gì á thì có người chứng cho nha. Thì bây giờ thì em kể là cái đầu đuôi sự việc là cái trước của em á là gọi là cái trước của em là em có một cái video mà em dẫn anh về chỗ em chết đuối rồi đúng không? Rồi đúng rồi. Bây giờ nè, em cứ kể từ đầu đến cuối là em nhớ kiếp trước em làm em là gì, hay em làm những gì và em xảy ra như thế nào và hiện tại bây giờ em là gì. Đó, em hiểu không? Giống như cái clip đầu tiên mà anh gặp gỡ em á. Đó, rồi ok em kể đi, anh không có nói gì hết, nói khán giả chửi anh. Rồi em kể đi. Thì kiếp trước của em á thì em hồi đó còn nhỏ lắm. Rồi thì em có đi chung với vài đứa bạn á. Hồi xưa là anh có thường hay đi tắm sông không? Vâng, thì em cũng với mấy đứa bạn đi cũng vậy. Thì đi tắm sông có một hôm thì đi tắm sông cũng bình thường thôi, có ba đứa à. Thì ra tới sông đó thì tắm bình thường, nhưng mà chỗ một chỗ là nó có một cái chỗ nó hụt xuống sâu á, tại vì hồi xưa là người ta lấy đất hay lấy cái gì á anh ở dưới đó. Là em mới hụt chân, hồi đó làm gì có áo phao đâu. Nên là em không biết bơi. Là em hụt chân xuống đó là coi như là em đuối nước em chết luôn. Thì kiếp này cách đây cũng 2-3 năm gì đó em có bị tai nạn, gần 3 năm rồi. Thì em bị tai nạn là té xe hay tông xe gì, lúc đó là em tông người ta như là vậy. Là em bị gọi là cũng có nhập viện á, nhưng mà cũng nhẹ thôi. Cái xong là trong lúc mơ mơ màng màng đó, là em nhớ lại được cái kiếp trước của em là em bị chết đuối ngay cái con kinh mà em dẫn anh đi rồi đúng không? Đúng rồi. Vâng đấy. Thì kiếp trước của em á là con của dì ba. Là em nhớ được vậy. Thì kiếp này tự nhiên em đầu thai được thì em lại sinh vô cùng là cái gia đình luôn, nhưng mà lại con của dì hai, dì cả đó. Thì sau khi mà em nhớ lại được á thì em cũng gọi là có nói với mẹ em là dì cả đó. Dì nói thì mẹ không tin. Cái xong em đi kể với dì ba á. Thì dì ba cũng nói là ủa sao mày biết. Cái xong em kể lại bảo vậy đó, là cái xong dì ba cũng nửa ngờ nửa tin nè. Tại dì ba tưởng là em nói xạo dì ba. Cái xong giờ kiểu như cũng dì ba cũng thân thiết với em lắm. Kiểu như hay mua đồ cho em hay là cái gì, kiểu như con cái luôn. Tại vì dì ba giờ còn có đứa con gái thôi. Nên dì ba nhận em luôn là con nuôi rồi. Vậy hả? Vậy bây giờ em vẫn sống chung một nhà. Vâng, em sống chung với hình như là khoan. Hình như em kể chuyện xong cái con mắt của em nhìn sao mà nó đỏ quá Tuấn Anh. Em cũng không biết nữa. Sao vậy? Em không biết nữa. Và anh nghe nói từ cái bữa mà cái clip đầu tiên anh làm cho em, và em đi em dẫn anh lại cái chỗ mà cũ, cái chỗ mà em xảy ra tai nạn đó. Thì quý anh chị cô bác ơi, cái clip đó không biết là quý anh chị cô bác đã xem chưa. Thì tới cái nơi mà cậu bé Tuấn Anh này, người âm dương này xảy ra tai nạn,
Thì sau khi mà dẫn đi xong rồi về, cậu ấy có rất là nhiều hiện tượng lạ. Lên cậu ấy cũng khá là hoang mang và sợ, có nói với em. Lên cậu ấy ít khi nào mà dám nhắc đến cái chuyện này nữa cô chú anh chị. Vậy cho nên là cái clip này là để cho cậu ấy nói cho rõ và chi tiết hơn, để sau này cậu ấy không phải nhắc lại nữa. Bởi vì mỗi lần nhắc lại cậu ấy hơi sợ đúng không? Và hơi sợ, cảm giác rất là ám ảnh đó cô chú anh chị. Giờ mắt cậu ấy tự nhiên bị đỏ quá trời rồi, không biết là tại sao luôn. Tự nhiên nãy bình thường mà thấy mắt em bình thường mà, tự nhiên bây giờ sao lại đỏ quá vậy? Không biết nữa, tự nhiên nó vậy. Kỳ vậy, như em muốn khóc hay gì nha? Không. Em có khóc không? Không. Không muốn khóc à? Đó, thì ngày hôm nay Tuấn Anh nó bảo là nếu mà muốn kể lại câu chuyện này thì phải lên trên gác này, chỗ mà thờ cúng, để mà cậu ấy xin phép rồi cậu ấy mới dám kể lại cô chú anh chị. Bởi vì cậu ấy sợ, hơi sợ cô chú anh chị ơi. Thì em xin phép không có quay lên bàn thờ nha, bởi vì bàn thờ là thờ người thân nhà của cậu ấy. Rồi, clip cũng rất là rõ ràng rồi. Thì không biết là cô chú anh chị còn câu hỏi nào mà muốn hỏi bạn Tuấn Anh nữa không? Nếu mà có câu hỏi đặt ra muốn hỏi bạn Tuấn Anh nữa thì cô chú anh chị cứ bình luận ở phía dưới, em sẽ nhờ bạn Tuấn Anh trả lời cho cô chú anh chị nha. Ok, thôi clip này anh em mình kết thúc tại đây nha. Mắt em rất, mắt em rất là đỏ nha Tuấn Anh ơi. Mắt tự nhiên nói vậy anh cũng không biết nữa. Kỳ vậy ta. Có khi nào mình kể cái chuyện này xong rồi tự nhiên cái nó có cái gì trong người em hiện tại lúc này, trong người em cảm thấy thế nào không? Kiểu như nó cứ bứt rứt, nó khó chịu cái gì á. Bứt rứt khó chịu hả? Phải rồi, mình biết kiếp trước và kiếp này cho nên là nó hơi khó chịu luôn trong người đúng không? Vâng, nói chung thì chuyện này cũng qua lâu lắm rồi, em cũng muốn nhắc lại. Qua thì cứ cho nó qua thôi thì... Đúng rồi, vậy bây giờ em cứ sống một cuộc sống hiện tại của em đi. Vâng. Ha. Vâng. Ok, thôi bây giờ mình kết thúc clip, chào mọi người nha. Bye bye. Khoan. Kêu mọi người đăng ký ủng hộ để mà xem những clip tiếp theo của mình chứ. Đúng không? Mọi người nhớ đăng ký cho kênh Vũ Định Vlog nha, để theo dõi anh em mình những cái chuyện tâm linh thần thánh nha. Ok, bye bye mọi người.